Đây, hôm nay lại say nữa rồi. À, dỗ các cụ đây. Mời tất cả các bác uống rượu nha. Rượu Ba Kích đặc sản Quảng Ninh. Đấy. Đây, dỗ của Quảng Yên, Quảng Ninh nhà em đây. Hôm nay có dỗ của các cụ. Đấy. Rất đơn giản nhưng mà không thể thiếu được cái món rượu Ba Kích. Một người uống, hai người vui. Đấy, sản phẩm có thương hiệu, có uy tín, chất lượng, đạt tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là có cái món gọi là miến xào hải sản mà tôi đã từng hay xào và hướng dẫn trên tất cả các cái trang YouTube Rượu Thức Hòa. Đấy, anh chị em nào thấy video này có ý nghĩa nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhá. Đây, hôm nay nhà em chỉ có hai mâm cỗ, rất đơn giản. Đấy. Đầy đủ các con cháu đã về đến đây để thắp hương các cụ và thưởng thức các cái món đồ uống rượu của hải sản Quảng Yên. Đấy. Nhớ nha, các anh chị thấy video hay thì nhớ bấm vào chỗ đăng ký kênh nha. Con này có trứng không anh? Gì một con này á? Gì đây?